chào mừng quý khán giả đến với chương trình bình luận giải Ngoại hạng Anh cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ tiếp tục đến với những trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5 của mùa giải 2018-2019. Và thưa quý vị, theo sau giai đoạn nghỉ quốc tế nhường chỗ cho các trận đấu thuộc cấp độ tuyển quốc gia, thì tuần này chúng ta sẽ trở lại với màn so tài cũng rất đáng chú ý ở sân Etihad giữa Manchester City và tân binh vừa mới lên hạng, đó là Fulham. Cùng tham gia bình luận với Tuấn Lâm trong trận đấu ngày hôm nay, xin được giới thiệu hai vị khách mời quen thuộc. Đầu tiên là nhà báo Quang Tuyến đến từ Báo Thanh Niên và cựu cầu thủ và hiện tại đang là huấn luyện viên Lưu Ngọc Hùng. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã cùng tham gia trận đấu ngày hôm nay. Và thưa quý vị, với những vị khán giả bận rộn mà không thể thường xuyên ngồi trước màn hình để theo dõi các trận đấu